cùng mình trải nghiệm Henry mùa Icon Moment. Henry mùa Icon Moment đã chính thức cập bến máy chủ Việt Nam với bộ chỉ số khủng cùng với nâng cấp 2 chân 5 năm. Khả năng chạy chỗ cũng là một điểm mạnh của Henry mùa này, cùng với đó là khả năng kiến tạo và dứt điểm đa dạng. Đừng quên theo dõi mình trên các nền tảng xã hội để ủng hộ mình nhé!